chào tất cả mọi người đã quay trở lại với được một bãi cát gọi là mênh mông biển trời mọi người ạ. Đây. Cho mọi người xem này. Đây. Rất là phê nhá mọi người nhá. Hôm nay thiếu mất một quả bóng đem lên đây để đá. Anh em mình đang câu lăng xê đấy mọi người nhá. Câu lăng xê này chỉ cần móc mồi vào đây đợi lượng cá nó ăn là giật thôi. Thế nên là rất là rảnh thời gian. Anh em mình có chuẩn bị một chút ở đây. Đây là vịt này, sẵn sàng này, tí nữa được cá để nướng này. Trên kia là đội anh em đánh chuột này. Hôm nay không biết là chuột sông nó sẽ to như thế nào so với chuột đồng, mọi người ý nhá. Đây là bãi cát sông Đà nhá, rất là rộng. Đây là bãi biển Nha Trang nhá. Bãi biển Nha Trang. Tí nữa tao đi đắp núi. Hơn bãi biển đẹp tuyệt vời mọi người. Quá là kinh nghiệm. Anh em mình vừa phát hiện ra một con quái thú mọi người ạ. Em phải lấp chỗ này cho nó không ra được. Từ từ. Phải bắt được nó. Đây. Chính là con quái thú anh em mình bắt chuẩn bị bắt nó. Ôi. Con này ngay hiện đấy nhỉ, sắp chết thôi để sao ấy. Ôi, có cái nước. Sông cũng có chạch nhỉ. Chạch sông. Ôi con này. Gì nữa? Chỗ này được mà. Để sang cái cũng nhỏ nhỏ là tí đây. Cứ để tạm nó ra để tí tối để nướng. Tối để nướng. Chỗ này để em đi khai quật. Để chơi. Em đi khai quật nhé. Mày móc cua đi. Ok, em đi. Này các bạn ơi, mình vừa phát hiện một con quái thú xong. Nó sắp chết chuông rồi các bạn nhá. Nó chết chuông rồi. Ui, con nơi mà phát hiện sớm là anh em mình là có một mùa. Ui. Khô rồi. Sắp có roi rồi. Không có dòi được, nó khô, ui, nó khô điêng rồi nhá. Khô rồi, ui. Nhiều quá bò rồi đi. Thôi, bây giờ mình sẽ đi khai quật xem có con cua sông, cua núi hay không nhá. Bây giờ nhìn tao bật tôm này. Đó. Bật lộn đấy. Trên kia mọi người. Xong đi các cái bãi đá này có cua đấy. Con này là nó đệ vừa khai quật được một con cua hoàng đế nhãn hiệu Alaska vừa ở trong khe đá ra nha mọi người. Con này thì nó vừa gọi là nở trứng ra, thế nên là cua Alaska phải thả bỏ nuôi bắt con khác. Cái này đi lật đá là có này. Có gì? Có cua. Ủa dồi, toàn Alaska vừa sơ sinh không ăn cua. Nấu riêu cua. Nó phải sang trông cần đấy chứ. Ui, được. Các bạn ơi, có các cái bờ trông này lắm gì nhỉ? Bia mộ anh nhỉ? Cái gì nhỉ? Bát hương vàng. Bát hương xanh mọi người nhá. Lắm bát hương lắm. Rất là nhiều. Bãi đá này rất là nhiều. Sao người ta cứ thả bát hương ra đây nhỉ? Không biết được. Hay là kiểu như người đi hỏa táng người ta
đến sông rắc xong rồi ném cả bát hương đi. Ừ. Mà thôi sang trông cần thôi. Đi, không có chứ phát nó lôi cần đi. Cá to, ở đây cá to nhá, nếu mà nó mà lôi mà phát thôi, mất cần luôn. Hôm nay anh em mình không dám thuyền. Nên là phải sang trông cần thôi. Đây, con này ơi, mình nhìn anh thể hiện công phu chạy bay trên nước ấy, đi đâu? Đánh nhá. Em cũng thích bay. Đánh nhá, nhìn con bay trên nước này. Bay đi. Đây. Một đống cây cây ở đấy. Đó gì hả? Tao thấy mày mò mẹ hử cả lốt đi. Thật mà, tao zoom đến tận đấy mà. Tao zoom đến tận đấy luôn, tí nữa tao xem lại. Thật, tao hỏi bọn nó xem, zoom này chẳng hiếu. Xem nào. Ôi dồi ôi, à hào hào. Hào hào. Ghê quá nhỉ. Hào sông, hào sông. Hào sông. Hào sông. Bé bé này. Hào sông, hào sông. Hào vâng. Hào. Hào. Nhiều nó bám nhiều nhỉ. Bám nhiều lắm. Hào dọc dọc bờ đây. Con đá. Sông không bắt được con dài à? Con đá đây. Con lại này. Đây con đá. Mấy cả con ốc gì ấy? Con ốc nướng này, nướng này. Đấy, củi đấy chuẩn bị nướng vịt bây giờ mà. Lúc nào có than nướng luôn. Em kiểm tra này đã. Đi kiểm tra cần đó. Chưa qua vịt. Này. Em thế. Tin đây. À, lần sau. Em không thế nữa. Lần thứ mày có tính làm gì không? Không được lấy vét nào. Lần sau em không được vét nữa. Đây 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 sắp rồi. Bể bể. Rồi, mày chén này. Rồi, đây là sau đây là món vịt quay Bắc Kinh của anh em mình nhá. Từ từ đã để sông than đã. Kia chặt lấy hai cái cây ngáng kia kìa. Ta nhúc vào đây. Đấy, hai cái cây ngáng đây này. Đây. Mà không phải chặt cắm nó xuống là được. Kì kìa. Đấy, cắm mẹ xuống thôi. Chả phải chặt đâu. Đấy, cho lên nướng dần anh ơi. Đấy, không ướp miếng nhưng mà nướng. Không phải ướp, tí xẻo ra chấm. Vừa nãy không rủ em đi từ lúc lúc mà gọi em dậy ngủ ấy. Mẹ, có gì chút đâu. Chết chủ không? Đúng rồi. Cây kia nữa. Mất hụt, nó cháy luôn, mất hụt. Cây kia nữa. Nó cho gì vậy? Ở đây á. Wow. Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Cái này bao giờ biết rồi nói được. Thôi. Cắt cây luôn. Con dao đâu rồi? Gì quan trọng gì, mình là người có thời gian mà. Thân thế biết nào rồi. Ây à, chú mình ngã được cá rồi. Nó vét đi mà. Im mà. Làm cái hố này thì cho tâm thế chặn rõ ràng. Ây à, cố đấy. Rồi. Nghe ok rồi. Ây à. Ngày kia anh em lên đây làm bữa ở đêm nhỉ? Hôm nay không ở được, tối có việc. Thế nên là anh em mình hôm nay tối sẽ về muộn thôi. Nhưng mà ngày kia sẽ làm một party lớn ở gọi là khu vực resort bãi cát sông Đà này. Xanh trên cảnh sát cô canh. Con vịt sắp anh em mình đang gọi là chết đói rồi mọi người ạ. Đang từ lúc đang câu cá có người đi kích qua thì không được con nào. Cá à, nó sợ đấy. Chạy hết rồi. Mọi người đây. Còn đây. Đói đang đói không nhìn thấy gì mấy đâu. Đấy, phao câu nó ngẩng lên này. Buổi tối, chiều tối rồi. Không phải nói là chiều tối mà gần tối rồi. Quá là phê mọi người ạ. Rất tiếc là hôm nay không đem lều dã chiến đi. Tí nữa đi bắn chim anh ơi. Tí nữa mình sẽ đi bắn chim. Ok em yêu ơi. Được gì chưa, được có gì chưa? Ui bạn ạ, được một con rô phi này. Ui to. Được, nước.
cua đâu. Ôi cua này. Cua, bắt luôn. Bạn cua này đấy. Ui giời ơi đấy. Nướng, mang về nướng. Có gì đấy? Sophia. Ờ to lên. Chạy đi đâu em? Chạy đi đâu? Ông với lại mang đây. Này. Rồi, nhà đây. Đi hai anh em mình đi. Ôi chết mày. Ui trời ơi. Thôi rồi. Ui trời ơi. Cá nhiều. Ui rồi. Cá dọn bể. Em ơi nó nằm trong hố ấy. Nó nằm trong hố ấy. Để ra ngoài đây. Đừng có vứt vào đây, không nó. Đây, thành tích của anh em tôi đây. À, một con cá dọn bỉ. Cá dọn bỉ. Không, bây giờ vào chén thôi. Chén đây. Ấy đừng. Đưa cái ghế kia đây, đừng ngồi. Thế thả nhá, thả lên nha Duy nhá. Sao thả? Lên không nó cát nó bay từ lúc kinh lắm. Chả làm gì vậy? Chứ bây giờ cá dọn bỉ này ném xuống đây nhá. Ăn được mà. Rồi, ném đây mới đút đấy. Để đấy, bờ. Để đấy, cứ để trên bờ đi. Ném xuống đất này. Ném xuống đất hả? Kéo đâu. Còn mấy con to hơn này rồi. Đâu? Đói quá. Rồi cho vào đây trước này. Đấy, mấy cái lá chuối này. Thôi để về anh làm cái lồng kính anh nuôi mấy con nữa. Duy ra bắt thêm mấy con. Đúng rồi. Với tất cả mọi người nha. Rồi chuối rồi chẹt xuống kìa. Lấy. Cho ra là chuối. Ăn đi anh. Dài. Ngọt không? Tí cũng ngon à. Được. Giải cái tải xuống trước xong ra là giải là chuối. Khiêng anh ơi. Nào. Rượu đâu? Ui dồi các bạn thấy ngon. Bia đâu? Lấy rượu ra, Sao đi, tao xẻo ra từng miếng. Ui dồi nó xong chén nhá. Đây, mọi người thấy ngon chưa? Nói chung là đói lắm rồi, xẻo đến những cái chỗ nào chín đã. Quả, thôi, xin phép mọi người thử miếng đã. Mời mọi người nhá. Cho hẳn muối ở đây, cho anh cái cạnh nhé. Tút hẳn con vịt ra anh. Đấy, từ. Không cần cắt đâu. Đừng tút ra, nó còn những chỗ sống. Đây chỗ sống. Cắt ra. Đấy, cắt hẳn ra đã. Ngoài đây. Từ từ. Con một con cứ bình tĩnh. Ai con vịt có hai cái cánh thằng nào đời anh cắn này thế nào. Thế ra ăn cá rột bể cái kìa. Chiều ấy. Thôi để hai con cá. Đủ chín chưa? Ra đây tống là con rột bể. Thôi đừng. Chín rồi. Chín rồi anh, chín rồi. Thế là ăn ngọt lắm rồi đấy. Chín rồi thì ba. Ui tí còn lại rồi. Này, từ từ. Tắt để ra đúng đúng cái đó thì cắt đó. Đấy rồi, tẩy tẩy mấy con này. À. Thế chắc cho cái đĩa muối vào đây này. Có ăn cái này có cắt rồi. Thôi đừng. Cắt ra hết á. Không có cắt, hết thì bán vào. Tao bị con gì nó cắn nào đấy. Cứ bình tĩnh, anh em sao? Đang rất đói nên hết sức bình tĩnh. Đấy, chất rượu vào cái lon bia ấy. Chất rượu lon bia. Bia hôm nay đâu ấy. Đây, rửa sạch đi. Rửa đi xong chất rượu vào đấy. Hôm nào đem phải đem đèn tiếc tư tế các ăn kiểu. Ăn vỏ chanh này. Trải trước tư tế. Ăn cái này đi. Làm 15 con vịt quay rẻ khắp đây. Còn vịt quay thì mình phải tự nướng cơ. Nó còn dùng nào? Rồi cho lên đốt tiếp đi. Nào, phong cầu. À, dùng được, làm tốt, có bị gì đâu. Có, cho em nhá. Ui, đánh nhau ăn đít. Hai con cháu chia đôi, à, hai chú cháu. Cho lên tiếp đi. Muối ra chứ là tải vào, lo gì ngập quá. Đừng đi quá. Cái rượu, hai cầm rượu. Muối đây. Đây, rượu đây nhá. Đây, cho lên tải này, dưới đấy là cát. Rút được cây lên chú. Cho cameraman chung một miếng trước tiên. Rồi. Mình là mời tất cả các bạn nha. Đấy, sang bên này. Rồi. À. Mời tất cả các bạn nha. Ui rồi chấm. Mời tất cả mọi người nha. Rồi rồi chấm cái. Mời mọi người nha. Mời tất cả các bạn nha. Mời tất cả các bạn nha. Anh ơi, không cho thân trong à? Cho thân trong cái cánh. Ừ. Cho xin cái cánh. Không, cho hạ bá tôi đi. Cho thực tế nặng tí. Đã đâu cho anh xin. Xin ngụm nước lọc với. Bá nhá, cho con cá to đổi cho anh em ta mau nhá. Đó. Nước lọc. Cho chị lọc mời mọi người nhá. Nước lọc.
Mời tất cả mọi người nhé. À, nhớ lọc đây nhé. Mời tất cả mọi người nhé. Rượu ta gọi là bia Sài Gòn. Mời tất cả mọi người nhé. Đồ. Duy là anh đang bị kiêng rượu. Nào, anh cũng ngon đấy. Không. Ta lại bị kiêng rượu. Người rượu là say rồi. Mời nhé nhé. Bỏ một đèn đi, đèn trắng đi, đèn trắng đi, đèn đỏ đi nó được rồi. Hả? Chú. Hả? Ra đây. Xin nhé. Đói nhờ. Duy à. Nơi mà cũng như em phải trả ba bát. Đấy, Duy à. Đấy, cho em cái đèn vào đấy. Đấy, đấy đúng rồi. Nào thì không, hôm nào đi chạy chiếc tử tế là không cơm. Rượu mà say hả? Không phải nấu cơm niêu gì. Hôm nay chung sẽ nấu cơm. Mình là sao không ngày mai đi nào? Một đàn chó đang trầu. Anh em mình thôi ra chẹt tiếp đi. Đây là con dọn bể nhé mọi người nhá. Kéo sô cô la nhé. Ôi sô cô la. Cô đêm qua kiếm hết. Ôi cô đêm qua đi. Kiếm. Cô đêm qua. Đây mới là nhân vật chính. Là nhân vật chính đây. Cá sông Đà. Mày là cái dọn bể luôn đấy. Công câu nhưng mà em bắt được. Đây cho công của ai đây nhá? Công của ai cầm vào rồi mới nhận vơ. Các bạn đi nhận vơ à? Chung chả nhìn thấy bắt được đâu. Chả ai nhìn thấy. Em khiến anh cầm à? Bây giờ ở trong đây ai là người cầm vào là người đấy là vô địch đúng không? Con cá dọn bể nó ui cạt ấy. Nó rất là ít thịt nhá mọi người. Đấy, đứng soi vào. Nhiều thịt đấy. Đấy. Là ít thịt. Nhiều thịt nhưng mà cái da nó ui mình đốt cháy da đấy được đấy. Ui. Ra thử miếng đi. Má đệ thử ăn miếng. Ăn như thịt cá sấu ấy. Má đệ thử miếng. Đó. Ăn ngon mà, cá thịt dọn bể ăn ngon lắm. Nhưng mà nó ít thịt quá hay hả? Không bắt được. Để tập cách cho. Anh bắt đội em rồi. Đấy. Đấy. Mời tất cả mọi người nha. Để cá dọn bể. Đấy, ghi chân bao giờ làm miếng ít. Anh gì ngọt mà. Ngọt lắm. Đợt thằng Duy ở giá là giống mà. Ăn như kiểu khách lắm ạ. Ngọt cực này. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Không, anh mời thằng kia. Đấy, chi bốp. Không. Đấy. Ăn đi. Chi bốp sẽ chết nữa. Không chết được đâu. Con cá dọn bể này thì cái gan của nó độc kìa. Biết em ăn con cá dọn bể từ bao giờ rồi không? Anh em mình. Năm ngoái ăn kìa. Ui, chú ra đây. Chú đúng là chú của cháu ạ. Cái gì mãi cá dọn bể ngon lắm. Cái gì đấy? Nước bạn có thử béo không? Một đầy cái gì đây đá? Nó chỉ miếng. Ôi, mời mọi người ăn cá dọn bể nha. Rất là ít thịt, nó có tí thịt thôi đó. Ít thịt đó. Ngọt rồi đấy nha, ngọt lắm. Ngọt mà. Đóng cực. Cái gì đấy? Thế cho Triệu ra thế. Triệu ra rồi. Hết rồi à? Wow. Thịt bà thịt còn nguyên cục đầu này, không có tí thịt nào luôn. Đấy. À, xương này, xương bám vào kia luôn. Có trứng cơ. Đây có tí đấy trứng này. Trứng nó ăn ngon lắm. Trứng này, tao mới mỗi thằng một buồng. Không ăn thì gì nữa. Ai? Ui bà hồng to, bà ui bà sống á. Đây vào đây anh chất rượu. Sống rồi. Đến lửa. Ngâm ngâm đắng với mật. Ngâm đắng. Ôi, gan nó tí nó độc gan. Mà đi sợ luôn. Thôi. Ui. Đúng là ăn ở sông nó sướng hơn mọi người ạ. Có muối rồi nhưng mà nó lại có thêm vị nữa. Ăn xẹt. Nó ăn nó xạo. Nhưng mà cát sông nó rửa sạch hết rồi, nước sông rửa sạch hết rồi không sao hết. Thì cát sông toàn những chất dinh dưỡng không đấy. Ăn vào bổ. Dinh dưỡng là dinh dưỡng. Ăn vào bổ. Thế mai mày phải chuyển sang ăn cát thì cho nó bổ. Hả? Toàn toàn dinh dưỡng. Nó đỡ tốn gạo. Anh đang ăn cát đấy. Tốn cơm. Này, rồi, anh dùng đâu của anh còn cát. Thế gì? Ôi, toàn cát cổ đấy. Mày rút xuống cái hố ấy kìa. Đi bắn chim đây. Đó. Hả? Ừ. Đi bắn chim. Cái gì mà? Vừa nãy rút xuống cái hố mà. Giúp em xuống ấy. Bắn chim mày thăm chuột đi. Đi.
vịt. Bây giờ anh em mình sẽ chuyển sang bắn chim với thăm cỏ ra cát. Ấy, đâu? Đâu ở đây hai cái thôi, có một cái này. Đó. Chân mày cái gì trắng trắng nhá? Hộp sữa. Ôi giời ơi. Chà. Ui, vào đây. Đây, rê bái. Ừ. Cũng to phết đấy. Còn một cái nữa lên đây á. Ai chà. Chưa kịp đi, đang đi bắn chim dần mọi người ạ. Mỗi thằng một cái. Đây, chung ơi. Làm đưa ná cao su đây. Đây, ná của mình rồi này. Tổng mấy con rồi? Hai con. Ấy, cũng bằng nhau. Ba hai con bằng nhau mà. Ui, trời thế. Hai con tái nha mọi người nhá. Khá là to. Chuột sông với lại chuột đồng mọi người thấy khác nhau ở điểm gì không? Chuột sông nó không có màu mà nói chung là nó không bị vàng kìa. Đấy. Đèn. Ui mưa rồi, nhanh lên nhanh lên. Mưa rồi, đâu còn chấp không? Nên thì bắn chim gì nữa. Ôi khả năng hẹn gặp lại mọi người ở clip sau anh em mình ra đây nhá. Tại trời bắt đầu mưa rồi. Anh em mình cũng không bắn được chim nữa nên khả năng phải đi về. Bắt đầu mưa nặng hạt rồi. Hẹn clip sau anh em mình sẽ ra đây dã chiến luôn một ngày và sẽ săn bắt ở đây. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ anh em mình nhá để chờ đến video tiếp theo nhá. Anh em mình sẽ thăm nốt cắp để mang chuột về để thịt thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.